Do tình hình là mấy bạn đã bận quá cho nên là tới giờ mới làm được clip dạy các bạn liên khay mới. Đó, liên khay này nó cũng là dễ thôi, dành cho những bạn mà newbie mới tập, mới chơi qua viết thì chưa chưa có kỹ năng mà làm liên khay thì có thể xem những cái clip như này để mà học hỏi theo. Liên khay này mình khẳng định 100% là dễ, tại vì có một số bạn nghe vô clip mình nói là đồ anh cô hướng dẫn cái liên khay nhìn khó vai đạn mà anh là dễ. Thì sau này các bạn chơi lâu các bạn sẽ tiếp xúc với những cái kỹ thuật nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều, nó chưa có đòi hỏi cái kỹ thuật cao siêu gì hết, nó chỉ là ghép những cái chức lại thôi cho nên là nó là dễ là đúng. Còn sau này nó kiểu như là mấy cái biến dị chức, các bạn có tách chức ra thứ, các bạn bẻ cái hình dạng chức thì cái đó nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều, cái này mình không có nói tới đó. Thì cái liên khai nó sẽ có dạng như này, tính chính lại là cái này khó phải cái đó nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái chiếc, đó là Titanic. Cái này thì mình nhắc nhiều cho mấy cái clip hướng dẫn của mình rồi. Rồi mình sẽ để cái link hướng dẫn ở đây. Ở đây các bạn mình nào mà lên bằng máy tính thì có thể thấy một cái tên chiếc nó nằm ở đây. Bấm vô thì nó sẽ đi tới clip hướng dẫn của tụi nước ngoài thì các bạn có thể xem được chi tiết hơn. Nếu mà xem không hiểu thì có thể nhìn hình ảnh tụi nó hướng dẫn hình ảnh như nào thì dòm theo tập theo. Còn bạn nào mà hiểu được tiếng Anh thì tốt. Đó thì Titanic mình hướng dẫn sơ qua nó sẽ như này, tức là các bạn sẽ chạc, bạn chạc lên như này. Đó, chạc lên và sau đó các bạn sẽ cho nó lăn trên cái ngón giữa, lăn qua đây đó, lăn qua lăn chứ không phải là đi đi như Sonic như này, mà nó sẽ lăn qua, nó lăn trên cái ngón giữa như này đó, nó lăn từ ở dưới lên trên như này đó. Đây là Sonic như này, và sau đó các bạn tới đây thì các bạn sẽ nail Sonic. Nail Sonic là cái chiếc như này, các bạn sẽ đẩy từ cái hai ngón trỏ và ngón giữa, đẩy lên ngón trỏ và ngón cái đó, đẩy lên như này đó, đẩy lên. Và các bạn mà đẩy lên thì các bạn gán cho nó hơi vô trong tí, các bạn đừng có đẩy lên tới đây thì cầm lại vậy, thì tới lúc mà thumb flap thì nó sẽ bị kỳ kỳ hoặc là nó văng ra nó gớt đó, nên là gán làm cho nó sâu sâu vô trong tí đó như này. Và sau khi mà các bạn lên tới đây, các bạn sẽ quật tay xuống, các bạn lượn tay như này đó, lượn tay xuống như này. Và ba ngón này thì nó không xài tới nhưng mà các bạn cũng phải cố, các bạn thẳng ra, tại vì các bạn cong cong thì nhìn nó sẽ xấu nó kỳ, nên là gán thẳng ra sẽ đi như này đó, quật tay xuống như này và cho cái bút nó lăn theo cái vòng mà các bạn tạo ra giữa hai ngón này đó, nó lăn từ cái chỗ này, nó lăn vòng qua bên chỗ ngón cái qua đây đó, nó lăn qua đây như này đó, nó lăn từ đây qua đây như này. Và sau khi mà nó lăn qua tới đây rồi thì các bạn sẽ ngửa tay lên lại và các bạn sẽ làm cái chiếc đó là fingerless camera reverse đó như này. Mình sẽ làm lại từ đầu đó, lên qua đây đó, và sau khi mà đi tới đây rồi thì các bạn sẽ backfold. Backfold là nó dạng như này đó, cái này các bạn phải tập từng ngón chứ không có mẹo gì hết. Nhiều bạn thì hay ảo kiểu như là có mẹo, có lý thuyết gì thuộc bài là xong làm ầm ầm, thì không có. Cái này nó chỉ có kinh nghiệm, cái trò này là một cái trò nó chỉ có kinh nghiệm thôi chứ không có cái mẹo để mà tập nhanh. Những thằng mà cho các bạn kinh nghiệm thì nó cũng tập thấy mẹ luôn chứ đâu phải là nó có mẹo là nó làm được liền đâu. Đó thì các bạn phải tập từng ngón, mà phải tập từ index back đó, mình đọc tiếng Anh hơi bị ngu đó, back qua như này. Và sau đó các bạn sẽ tập tới con ngón giữa như này, back qua như này, tập tới ngón giữa đó, và sau đó ring ring là ngón áp út, back qua như này và tới ngón út. Ngón út là các bạn lưu ý là các bạn phải cầm kẹp như này, các bạn đừng có thọt vô túi trong này thì nó sẽ back qua, nó sẽ bị dướng lại, nó không có làm được. Các bạn phải cầm để lên trên cái ngón áp út như này đó, thì back qua thì bạn mới chụp lại được đó. Và các bạn sẽ làm được backfold. Đây là backfold. Mà cái backfold này nó có một cái khó mà mình muốn các bạn làm trong cái liên khay này. Đó là sau khi mà các bạn backfold tới ngón út qua như này, các bạn sẽ gút cái ngón này xuống và kẹp lại bằng hai ngón này. Đó, cái này là rất là khó, các bạn phải kiên trì tập mới được. Đó, backfold mình sẽ làm lại. Backfold qua như này. Đó, gút cái ngón này xuống liền. Sau khi mà nó qua cái ngón út thì gút cái ngón này xuống liền và chạy kẹp nó vô đây. Sau đó các bạn lượn tay lên, tức là các bạn đang tớp này, các bạn lượn tay lên thì cái bút nó sẽ lượn theo thôi. Cái này các bạn cứ lượn theo mình thì bút nó sẽ tự động nó lượn theo đó như này, và các bạn sẽ hất lên đây đó. Cái này thì mình cũng không biết nó gọi là cái gì, hình như là around hay là cái gì đó, mình không có biết tên, nên là các bạn cứ cái nào mà mình không có nói tên thì các bạn cứ nhìn clip mình, các bạn làm theo cái động tác của mình là được đó. Các bạn sẽ hất lên đây đó và các bạn kẹp lại bằng ngón ngón giữa và ngón áp út như này đó. Sau đó các bạn sẽ pass, finger pass, pass từ ở dưới lên đây đó, pass từ dưới lên đây và các bạn back qua đó. Vậy là chúng ta đã làm được cái liên khay, mình sẽ làm từ đầu tới cuối. Nó sẽ đi như này, đi lên xuống đây
back qua đây và sau đó các bạn kẹp lại back qua đây. Đậu tới khúc này tự nhiên mình bị dướng. Đó, các bạn kẹp lại và các bạn đẩy lên đây. Đẩy lên đây, sau đó các bạn pass lên đây và các bạn back qua. Đó, mình sẽ thử ghép combo cho các bạn xem cái link hay này. Đó, sau đó các bạn sẽ quay quay một cái gì đó, bạn sẽ back qua đây, các bạn sẽ quay quay một cái gì đó. Đó. Đó, kiểu như vậy. Đó, thì nếu mà thấy hay thì có thể like ủng hộ mình để mình làm thêm nhiều cái clip như này và bấm những cái quảng cáo hiện ra dưới đây để mà mình có thêm thu nhập. Thực ra là tháng này không có tiền rồi. Nên là nếu mà giúp được mình chút xíu gì thì cố gắng giúp các bạn share clip cho bạn bè xem để mà cùng nhau tập, cùng nhau mà làm được những cái link hay như này. Đó, cảm ơn bạn đã xem video của mình.